Rồi, bây giờ thầy sẽ giảng cái đề 5. Thì trước hết á, giảng cái đề 5 mình phải kiểm tra cái dữ liệu người ta nha. Các em phải kiểm tra dữ liệu là ở đây nè, các em để ý cái chỗ này nè các em. Các em phải nhấn chuột phải nhớ thầy chỉ này không? Hoặc Marcel nha. Các em sử dụng cái số này, các em không cần cái phần số lẻ cũng được. Nhưng mà cái phần custom này nè các em, các em đánh cho thầy số ký vào đây nha. Ý là hiển thị số ký, chứ không có cái số ký này. Nếu mà nhập nguyên cái cam, mình nhập số ký vào đây á, thì tí tính toán không có được nha các em. Không, cái này người ta họ lấy, người ta cái đề họ lấy, người ta nhập sai nha các em. Nhớ nha, nhập như vậy là sai á. Rồi, tiếp theo mình giờ mình đọc đề nè. Cái khúc này tí đọc đúng như là các em phải đọc. Cái này các em suy nghĩ hết luôn. Ví dụ như hai cái từ đầu là mã hàng, thấy chưa? Nè, ký tự thứ ba, thứ tư nghĩa là tháng, là ngày, ngày nhập. Ký tự thứ năm là đây nè, ta phải đếm nha, là tháng nhập. Ký tự thứ sáu, thứ bảy là mã nhập hay là xuất xứ, hay là mã xuất xứ. Mã xuất xứ ở bên đây nè. Rồi, ký tự cuối nghĩa là mã loại. Ký tự cuối là loại 1 hay loại 2 á, thấy chưa? Nó phức tạp không? Phải đọc cái đó, mình phải coi trước như vậy. Rồi, bây giờ tên hàng, người ta cho dựa vào mã hàng bạc cha bạn 1, rồi bạn 2 đó. Ý là hiện thị theo cái dạng đầu đỏ rồi gặp cái chữ long thánh ở giữa nè. Phức tạp đúng không? Thì như vậy mình sẽ biết như vậy nè. Mình dùng hàm VLOOKUP nha. Thầy lấy hai cái từ đầu của cái này. Thầy phóng lớn cái này lên để cho mọi người dễ nhìn. Rồi, VLOOKUP. Thầy biết như vậy hiểu ý không nè? Lấy hai cái từ đầu của cái mã hàng. Phải hai. Mình dò lên cái bạn này. Nhớ nha. Cái này người ta nhập nhưng không được đúng, không được đẹp lắm. Rồi. Phải cột 2 phải không? Mình cứ biết một cái cho đúng đã nha. Mình kéo thử coi có chỗ nào bị sai hay không. Và là người này nhập khúc này đúng rồi nha. Rồi mọi người hiểu ý cái khúc này chưa? Rồi. Lấy hai cái từ bên trái của cái này dọn bạn này cột số số 2. Rồi. Mình dùng dấu vàng nghĩa là nối chuỗi nè. Dấu gạch nè. Rồi dấu vàng nữa nè. Nhớ nha. Mình dùng hàm HLOOKUP. HLOOKUP mình dựa vào xuất xứ nè. Xuất xứ là cái mã ký tự thứ. Các em để ở đây nè. Các em sử dụng một cái hàm gọi là hàm MIX để lấy ký tự thứ mấy nè. Mình phải đếm nha. Để đọc đề chứ không cần đếm đâu. Ký tự thứ 6, thứ 7 nghĩa là từ vị trí thứ 6 lấy hai ký tự là mã xuất xứ. Người ta cho đề, ta cho mình tra cứu lên cái bảng này. Đó, F4 lấy hàng thứ 2,0. Đó, rồi bị sai là chứng tỏ là cái khúc này nó tra cứu đây không được á. Ông thấy ta nhập sai không em? Thấy có khoảng trống, nhấp nháy có khoảng trống. Ý là người ta sẽ thầy chiếu xuống cho các em thấy con chuột đó là để khi thầy nói em nhập sai không em cũng không thấy được. Không nữa bị lỗi như vậy. Rồi thấy chuột không? Rồi các em để ý nè, thấy người ta nhập lỡ khoảng trống không? Thấy không? Đó, do như vậy á. Thấy chưa? Đó. Rồi mình phải để ý coi những cái chỗ khác người ta có nhập có bị khoảng trống không này, thấy không? Để ý này nha, nghĩa là mình nhiều lúc đó mình làm công thức đúng rồi, giống như vậy chắc là lấy bạn gì em làm công thức đúng rồi đó, đây là người ta nhập sai á. Đưa chọn lại kéo thấp xuống. Rồi toàn long thánh không, tây nguyên long thánh. Rồi tiếp theo có một câu này bắt đầu thấy hơi khó khó đúng không? Rồi câu kế tiếp cũng hình như khó hơn. Rồi người ta kêu nè, ngày nhập dựa vào mô tả chuyển sang cái kiểu định dạng là DDMM. Ngày là gì các em? Ngày là ký tự thứ mấy? Thứ ba, thứ tư đúng không? Tháng là thứ tự thứ mấy? Thứ năm. Năm là cái nào? Ở đây có không?
không đúng không, năm và năm này nè, thế nha. Đó, rồi mình sẽ viết như vậy nè các em. Mình sẽ dùng hàm det, nhớ nha. Đó, mình muốn lấy năm, mình lấy 2016, tại vì theo đề là 2016 ha. Rồi, tiếp theo mình lấy tháng, mình dùng hàm month. Tháng của cái này nè ha. Thì ở đây mình, thật ra là mình không dùng hàm month đâu, mình sẽ lấy ký tự dùng hàm gì? Miss à, tháng là ký tự thứ mấy nhỉ? Tháng là ký tự thứ 5 ha. Tháng, tại cái chỗ này đang là tháng nha. Rồi, của cái này, vị trí thứ 5 lấy 1 ký, ký tự. Đó, rồi cuối cùng là ngày nè. À, mình lại dùng hàm mix. Của cái này, ở vị trí thứ 3 lấy 2 ký tự. Coi lại, coi có phải không? Tại ngày là vị trí thứ mấy? À, ngày nhập thấy không? Thứ 3, thứ 4 thấy chưa? Đó, thì đó là viết như vậy nè. Phức tạp không? Thật ra nếu mà các em biết cái hàm det này, các em sẽ thấy đơn giản nha. Hàm này hay chị chưa? Hàm này ý là nó sẽ nối những cái chuỗi này nè các em, những cái số này thành dạng thành một kiểu ngày tháng. Các em nhớ nha, nó tự động luôn nối các chuỗi này thành kiểu ngày ngày tháng nha. Đó, các em tiếp xuống. Rồi, bữa đó có ngày tháng rồi đó à. Rồi, tiếp theo sắp xếp tăng dần theo số lượng, nếu trùng cái này giống ý hồi nãy, sắp xếp tăng dần theo ngày ngày nhập. Rồi vậy là mình sẽ xong, mình sẽ chọn cái bảng dữ liệu của mình, tự nhiên xong tới đây nó có câu sắp xếp rồi. Rồi chọn ở đây nha. Đầu tiên mình sắp xếp theo cột gì, đề các cột gì nhỉ? Tăng dần theo cột số lượng. Rồi bấm vào cái chỗ này. Rồi theo cột gì, nếu trùng giảm dần theo ngày nhập, rồi chọn ngày nhập ha. Từ mới nhất đến cũ nhất đó. Rồi lên giá dựa vào mã hàng đoạn 1, tuy nhiên tùy theo loại. Các em thấy đề nào cũng có là dò ai chiều đúng không các em? Và là cái này giống như cái bài hồi nãy thôi. À, vừa vào bảng 1 nè. Vậy là mình vẫn giống như cái câu cái này luôn. Thì copy này ra nè. Do thầy làm cái bài trước rồi à, nghĩa là ở đây nè. Nếu mà mình lấy mới đầu mình lấy cột số số mấy, số 3 đúng không à, thấy chưa? Nhưng mà mới lấy được loại 1 thôi đúng không? Đúng không? Giống như cái bài hồi nãy luôn nè. Thấy chưa à, sau đó mình xóa này đi, mình dùng if. Nếu nè, ký tự cuối của cái này nè dùng hàm gì? Right. Các em nhớ là dùng hàm right mà thầy không dùng value á, là thầy phải nháy kép. Còn nếu dùng value thì khỏi nháy kép nha. Đó, rồi lấy cột 3 ngược lại cột 4 nha. Đó. Nhìn ở đây nè, giống như cái bài kia không? Win hàm ít thì chính là cột kết kết quả ha. Đó. Rồi bấm ở đây cho nó anh chắc khỏi bấm được đề đâu yêu cầu đúng không em? Thấy chết, tự nhiên thì bấm quay lại. Rồi tiếp theo đọc đề tiếp. Chi phí vận chuyển à, tên là hàng nhập từ Long Khánh, cái này bà dùng ít em này đúng không em? À, thì là 3% của số lượng đơn giá, còn lại là 4%, và chỉ có hai trường hợp thôi. À, mà là mình cứ viết theo như vậy. Nếu nè, if and rồi đó, à, các em nhớ là cái nào mà nó chỉ là Long Khánh nghe, có phải là a ký tự cái gì đó xuất xứ không các em? Thấy không? À, mình lấy cái này cũng được nhưng mà nó phức tạp lắm đúng không em? À, mình lấy xuất xứ nè, vậy là mình sẽ lấy dùng hàm gì? Hàm mix nè, của cái này nè, ở vị trí thứ 6 lấy 2 ký tự. Nếu mà bằng cái này nè, Long Khánh nè.
Em hiểu ý không? Thứ sáu là hai cái thằng của Long Khánh. Và copy này luôn cho nhanh. Đó, mà bằng cái gì ha? Long Khánh là gì? Và về là BR đúng không các em? Nè. Đó, nó đóng ngoặc lại của hàm and nha các em. Đó, nghĩa là 3% nhân với số lượng. Cái này mà họ lấy chúng ta không sửa lại cái chỗ này định dạng này thì là nó bị sai liền. Thật ra là các em có thể để cái này ra ngoài nha các em, cái chỗ mà số lượng đơn giá để ra ngoài hàm ít cho gọn hơn. Nhưng mà thầy viết như vậy để chúng ta dễ hiểu á. Rồi đúng không? Nhưng mà cái này là mấy phần trăm? 4%. Nhớ là cái chỗ mà G5 đến H5 này mới để ra ngoài giống như cho nó gọn á. Đó, nhưng mà đây thì ghi vô đây luôn cho chúng ta dễ hiểu hơn. Còn mấy cái này chúng ta muốn kéo lại mà nó tự động gập chữ xuống ta bôi đen vậy nè. Nghe. Là bấm vào ngay đây nè. Đó, ta thấy không? Đó. Ta nhìn cho nó rồi bấm vào đây. Rồi canh giữa. Nhớ là bấm vào đây nghĩa là vẽ chữ nè. Nhớ nha. Đó. Rồi tiếp theo thằng tiền. Rồi câu này dễ nhất luôn. Câu này đi thi á, giả sử mấy câu đầu các em làm được, các em làm được câu này cho dù không đúng kết quả, đúng công thức thì vẫn cho điểm. Nhớ nha. Đó, đây là những câu nào dễ coi. Đó, câu đó giống như câu khuyến mãi. Rồi ở đây chúng ta sẽ số lượng nè nhân với đơn giá, rồi trừ hay là cộng phí vận chuyển. Vì cái này á là do là cái cột nó nhỏ quá nha các em. Đấy nha. À, không phải là sai nhé. Rồi. Hả? Sao? Tên hàng. Rồi tí nó yên tâm đi, tí thầy gửi cái này xuống mà. Rồi tí thầy gửi cái này xuống mà các em không hiểu thì các em hỏi lại nhé. À. Rồi tiếp tục nè. Rồi lập bảng thống kê. Câu này khó nữa là các em. Rồi ở đây người ta kêu là mình thấy lập bảng thống kê theo, các em để ý như vậy nè. Ví dụ như là mình tổng số lượng đúng không, xin biến S coi nha. Thống kê số lượng nghĩa là tổng số lượng nè. Coi nha, bây giờ đầu tiên là vùng tính tổng là vùng này đúng không, F4 7. À. Thật ra là nếu mà các em viết luôn, nhớ nha, nếu mà các em viết luôn cái vùng điều kiện là cái này đi. Mình giống mà lại mình đừng có nhiều ở đây hơi phức tạp lắm đúng không các em? F4 7. Mình đánh điều kiện vô luôn nha các em. Ví dụ như là đầu đỏ mình đánh là D DO. Rồi DO. Rồi dấu sao đúng không? Mình làm như vậy thì mình mới tính được cái gì? Mình sẽ mới có đến, mình mới tính tổng được những cái nào đầu đỏ hay đúng không? Đúng không? Nè, chúng ta thấy đây là số lượng cộng đỏ, đây chỉ có đầu đỏ như chỉ có một cái à? À, chỉ có 25 là đúng rồi. Được chưa? Rồi tiếp nha. Nhưng mà làm sao biết tháng 1? Tháng 1 là dự ký tự thứ mấy? Tháng 1 là ký tự thứ 5 đúng không? Nhìn vô đề nè. Ký tự thứ 5 là quy định tháng. Và bây giờ làm sao? Thật ra là như vậy người ta sẽ, nếu mà các em không biết á, thì các em có thể các em làm như vậy. Các em không biết nhiều khi các em lại làm như vậy. Các em đánh dấu sao. Ở số 1 dấu sao, nhưng mà cái này không đúng đâu nha các em. Nha. Nếu mà các em chọn cái vùng này F4 thì các em nghĩ à đánh số 1 giống sao không phải. Nếu mà đánh như vậy thì khi mà các em tìm kiếm nó xem những cái nào phía sau nó vẫn lấy được luôn á. Cái này phải lại nghĩ kém đúng không? Đó, nhiều khi các em lại nghĩ như vậy ha. Nhưng mà nghĩ như vậy là không đúng. Giả sử như vậy nha, bây giờ thầy sửa này. Đậu xanh là D gì? DX. DX là nhiêu nhỉ? DX 130.
thấy sai không các em? DX đậu xanh nè, thấy không? Đậu xanh với nhưng mà tháng 1 các em thấy cái ký tự thứ năm mình quy định tháng đúng không các em? Đúng không? Thấy chưa? Vậy là chị tính được nhiêu? 95 rồi đúng không? Thấy sai không? Đó thì thầy nghĩ là thế nào? Có nhiều bạn mà nếu mà đi thi câu này á thì thế nào mà các em sẽ nghĩ là cái kiểu phía dưới là như vậy đúng không? Vậy là cái này không được, tại vì cái này á nếu mà đánh như vậy có thể ở đầu là số 1, cuối là số 1 cũng nó cũng tìm được luôn đó, nó cũng phá luôn đó. Thế là vậy mình sẽ làm như vậy nè. Các em còn nhớ là thầy có nói là dấu chấm hỏi là đại diện cho một ký tự bất kỳ trong máy tính không? Có nhớ đó không? Nghĩa là những buổi đầu tiên thầy có nói đó, dấu chấm hỏi và ai quên thì ghi lại, dấu chấm hỏi là đại diện cho một ký tự bất kỳ, dấu sao là đại diện cho một gì, một chuỗi ký tự đúng không em? Đúng không? Rồi vậy là cái khúc này nếu mà làm tổng quát á mình sẽ ghi như vậy này nè. Thầy coi mình đếm nha, mình đếm nha. Chữ D nè, chữ D đầu tiên đếm đây nha. Chữ D đầu tiên là một ký tự, chữ X là một ký tự. Số 1 kế tiếp là quy định là số ngày đúng không? Thứ ba, ký tự thứ ba, thứ tư là phải là quy định ngày không? Đúng không? Hai ký tự đầu là quy định về mã hàng. Rồi, thầy đánh đây số 1. Rồi, còn lại nè, ba ký tự còn lại. Tháng 1 đầu đỏ. Đầu đỏ tháng 1 hình như là không có luôn các em đúng không? Đầu đỏ tháng 1 nè. Nó chỉ có tháng 2 thôi. Mà ra không là đúng rồi á. Ôi. Đầu đỏ đậu xanh à quên DX à, các em thấy dây thứ năm, tại vì họ lấy thầy đệ à, các em nhìn ở đây là công thức này là đúng rồi đó. Các em để ý nè, đầu đỏ nè, tháng 1 có nè, nhìn kỹ lại em, đầu đỏ nè, tháng 1 đâu có đúng không em? Có một cái dòng duy nhất là đầu đỏ, thấy không? Thấy không em? Thấy chưa? Mà này là tháng mấy? Tháng 2 đúng không? Thấy chưa? Rồi, đậu xanh nè, đậu xanh có một cái tháng 1 nè, à, hai cái tháng 1 nè, thấy không em? Đó, các em thấy cái số này, nhớ nha, một ký tự bất kỳ là dấu gì? Dấu chấm hỏi. À, câu này khó lắm, không phải dễ đâu. À. Nếu mà thầy nghe câu này có phải là cái mới biết bàn mà, tại vì thầy đã chỉ rồi. Còn có nhiều cách khác nhưng mà cách đó phải dùng công thức tổng quát phức tạp lắm, các em mới nhớ cách này thầy rồi. Bây giờ mình kéo công thức lên đây nè, mình sửa lại. Cái này là đậu đỏ thì vẫn giữ nguyên này đúng không? Nhưng mà mình sửa này số mấy? Số 2 thôi. Đó, đó. Rồi, cái này kéo công thức xuống. Thôi, cái này kéo công thức này qua đi. Đó, mình sửa này số 2. Rồi, đậu xanh tháng 2. Đậu xanh tháng 2 có không? Tháng 3 mà đúng không các em? Đó, không có tháng 2 nữa chưa? Đó. Rồi vậy là đã xong cái bài này rồi á. À rồi bây giờ các em còn khoảng 20, các em còn thời gian còn lại các em thử làm nha. Thầy sẽ gửi cái file này xuống máy các em luôn.